một câu đậu ở trên kia năm con kìa. Ở đây mấy con chim nó dạng lắm, nó biết người ta không có làm gì nữa đó, nó dạng dữ lắm kìa, nó đậu đầy ra bán sói rồi kìa. Cũng khá lâu rồi mình không có ghé, mới từ từ thì dẫn thợ qua đây làm, nhưng mà nó mới ghé. Đây là công ty xây cất, bà con ai muốn xây cất thì gọi số điện thoại này nha, 0403 458 280, Nam Homes Construction, hoặc là cái công ty này cũng được, Six Star Development Pty Ltd, 0403 458 280. Cũng sẽ điện thoại. Bên đây thì xây những cái công trình lớn như là nhà như này, hoặc là chung cư, hoặc là hãng xưởng, hoặc là shop, hoặc là townhouse, hoặc là home, tất cả đều có làm. Đây là những cái pallet gạch lót sàn nhà, gạch bông, gọi là gạch bông. Trời mưa dầm lắm, mấy tuần Sydney mưa dầm. Đây nhà thì sơn cái màu gọi là off white, gần như là trắng mà không phải là trắng. Cái dưới này gọi là waterproofing, Mr. Tư đã có license để làm waterproof. Khi mình làm xong waterproof thì sẽ có một cái người gọi là certifier để lợi, để mà ký cho mình một tờ giấy là đã có kiểm qua rồi và nó đúng tiêu chuẩn. Còn cái ở phía bên đây là phòng này là cái phòng toilet, phòng tắm ở tầng dưới. Thợ lót gạch này là một trong những cái người thợ giỏi ở Sydney mà mình biết. Anh này rất là khéo tay, rất là giỏi. Nhưng mà tùy theo, ví dụ như giá cả của một cái cầu tắm như vậy á, thì nó khác nhau theo gạch của chủ nhà người ta lựa đó, chứ mình không có lựa đâu. Chủ nhà người ta thích như sao thì mình sẽ làm giống, làm cho người ta như vậy. Và giống như đèn, người ta sẽ gắn giống như cái đèn, thì cũng theo tùy theo cái khách hàng lựa chọn. Rồi bây giờ gạch đã chuẩn bị sẵn sàng hết trơn, cầu tắm thì lót xong. Cái dưới này thì chưa. Nhìn chung thì cái phòng này nó rất là rộng lớn. Giờ tới bước này rồi, ngày mai thì sẽ đi lấy những cái cửa slide để mà bắt đầu gắn vô được rồi. Phía sau này là một cái khu để mà người ta ngồi chơi đó, gọi là pergola. Nó rất là tiện nghi, rất là tiện nghi. Đây thì bên hông nhà thì đúng là mình phải trừ một khoảng cách như vậy theo cái luật xây cất ở đây. Hôm trước khi mà dọn đất để mà xây thì nó là đất sét thôi, mà bây giờ thì cỏ qua nó mọc tùm lum rồi. Hai căn nhà thì bên trong mình có quyền là làm y hệt giống như nhau, nhưng mà phía bên ngoài thì mình phải khác một chút xíu về cái chi tiết. Tại luật xây cất ở đây là như vậy. Hồi xưa thì cho xây hoàn toàn giống nhau 100%,
bây giờ thì không được nữa. Bây giờ ở phía ngoài thì nhìn vô phải phân biệt được là hai căn khác nhau, ở trong thì có thể giống nhau nhưng bên ngoài thì phải khác nhau một chút xíu. Thôi sợ mới cho. Dạ, bên trong bên đây cũng phải có một cái khoảng cách, cách với lại cái hàng rào. À, mình nói nữa, nói lại lần nữa là Mr. T cũng đã thiết kế cùng theo ý khách hàng để mà quyết định cuối cùng, đi tới quyết định cuối cùng là nó nhìn như vậy đó. Cái phần gắt tờ là mắt sói. Dạ, mắt sói Mr. Tư đã tự một mình gắn lên dài như vậy đó, nhưng mà anh làm một mình á, anh ở trên lầu luôn á, ở trên lầu như thế này, bởi vì khi làm quen lâu rồi đó thì mình phải biết cái thế của nó. Và nếu hai người thì tốt, nhưng mà tại vì không có người cho nên tự làm một mình, tự một mình đi làm luôn. Và gắn những cái ống nước dẫn đi xuống dưới. Sở dĩ mình phải dùng bằng loại plastic là nó là một cái loại mũ mà mũ rất là chắc á, là tại vì đó là cái ống mà thường xuyên có ống có nước, cho nên không có xài bằng loại carbon như hồi xưa nữa, mà xài bằng cái loại plastic đó để mà nó lâu, nó bền, nó không có bị xét. Như vậy nè, nó làm như vậy đó, nó rất là chắc nha, nó không phải là loại mũ bình thường đâu, cái loại này nó chịu được cái sức nóng lạnh ngoài trời nắng rồi đó. Và khi tới đi xuống dưới thì người ta sẽ có những cái đường cong á, thở ống cống á, người ta sẽ biết, rồi người ta cắt cho nó mà uốn éo thêm sát vô tường. Khi mà hoàn tất căn nhà đó thì không có cái gì mà nó dư ra ngoài được, cái gì mà nó phải là đẹp thẩm mỹ thì mới được. Và cái ông gọi là authorizer đó, ông mới nói cái gì quên mất nữa rồi, ông mà lại coi đó, kiểm đó, tên gọi ông là certifier. Ông certifier đó thì ông lại coi từng giai đoạn một, thì ông sẽ đưa cho mình cái tờ giấy để cho mình đi bước tiếp. Nhưng mà cái người thầu xây cất á là phải coi chừng suốt cái công trình xây cất. Còn cái người kia đó thì là bởi vì cái bằng cấp của ông học á là để là ông dựa theo cái khâu là cái số xây cất của từng phần đó, nó có đúng cái tiêu chuẩn chưa đó. Đó là công việc của một cái người certifier, nghĩa là xây một cái công trình thì nó bao gồm rất là nhiều người, và mỗi người đều phải có một cái bằng cấp khác nhau chuyên môn về cái chuyện mình làm. Mấy từ tư cũng gắn những cái ổ khóa này, cửa này. Nói rồi đó, là cái cầu thang thì mai mốt người ta hãng làm cầu thang sẽ lại gắn, đồng thời mình không có leo lên tại vì nó cao quá, mình sợ bị té cho nên không có leo. Ok, cửa gắn tới đây. Ok, vậy thôi ha, coi như là cửa gạch bên ngoài cũng là cửa sạch hết. Cửa slide door thì nay mai sẽ đi trở về để mà gắn. Thợ làm gạch thì cũng đang làm khi mà trời mưa. Ngày mai thì lại trời mưa, ngày mai thì sẽ chắc là thợ không làm được nữa rồi, ngày mai mưa. Thì họ vẫn tiếp tục. Và khi mà gắn cầu thang lên xong thì mình sẽ lên cầu thang và mình sẽ quay tiếp tục.